Theo phân tích của Bộ Giao thông Vận tải thì việc mở 6 đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia và Lào vào ngày 15 tháng 9 như đề xuất ban đầu đã không thể thực hiện được dù các hãng hàng không đã chuẩn bị lên phương án để sẵn sàng. Hiện các phương án quy trình xét nghiệm, cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh như thế nào vẫn chưa được Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành địa phương thống nhất cụ thể để kiểm soát tốt dịch bệnh khi mở lại cửa đường bay quốc tế bộ giao thông vận tải dự kiến sẽ mở trước đường bay tới trung quốc hoặc nhật bản để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng rãi theo bộ giao thông vận tải quy trình kiểm dịch phải đảm bảo khách nhập cảnh không mang mầm bệnh vào cộng đồng nhưng thủ tục phải nhanh chóng đơn giản thuận tiện các quy định cần đơn giản rõ ràng dễ hiểu dễ thực hiện để hành khách nắm được và chấp hành nghiêm để đảm bảo yếu tố an toàn khi mở cửa đường bay quốc tế bộ giao thông vận tải và các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục làm rõ các điều kiện yếu tố liên quan đến kiểm soát dịch bệnh chỉ khi đi đến thống nhất trình và được ban chỉ đạo thông qua thì việc mở lại đường bay thương mại quốc tế mới được thực hiện